các bạn đã được ăn món này chưa? Lại là một món ăn làm từ hoa rừng. Ở quê mình, hoa này gọi là hoa kè, thường nở vào ban đêm và rụng vào khoảng 4 giờ sáng. Trời thì tối đang ngó nghiêng hoa thì bạn trắng này chạy ra đúng lúc đấy. Tên tiếng Việt của cây này là gì thì mình chưa tìm ra. Cây này thuộc bộ hoa môi nên có một số đặc điểm thực vật học. Có hoa gần giống với hoa của cây núc nắc nhưng mà mỏng hơn, còn thân thì gần giống với cây đinh. Mọi người đi nhặt hoa kè sớm lắm. Hoa này cũng làm được mấy món. Mình thì nhặt về làm món nhồi hoa kè. Hôm mấy hôm nay trời mát thích thật đấy. Bỏ hết bên trong đi thì bông hoa thành một cái phễu như thế này. Phần thịt nhồi thì băm nhỏ, có cho bột canh và hành vào. Nêm nếm thì tùy thích. Mọi người hay nói là ôi thế này làm không chuẩn, thế kia không chuẩn. Với một người nấu ăn theo tổ tiên mách bảo như mình thì nấu thế nào thấy ngon là được. Tại vì mình cũng không phải đầu bếp ấy. Món hoa kè này vì mùi của nó rất là lạ nên là có người thích ăn, có người không ăn được đâu nhá. Bây giờ thì mang đi hấp nhá. Loay hoay một lát thì cũng chín rồi nhá. Đến đoạn này thì trông cứ như đùi gà ấy, nhưng mà đùi gà này thì màu hơi sẫm một chút. Riêng hoa kè thì có vị đắng, nhưng mà hoa kè nhồi thịt thì thơm ngọt, bùi bùi. Ăn thử một cái thôi, chứ giờ thì sắp mâm và ăn trưa thôi. Thảo Nguyên Farmer đến từ Hà Giang, mời cả nhà ăn cướp nha.